bà con. Nó có về bổ IC7 đẹp bà con, lốc nó khá nè. Máy đang chạy ngon lành luôn, 185 nha anh em bà con. 22 triệu một bộ. Ai có nhu cầu alo 0886356707. Máy chạy im quá chưa ra cái khối anh em ơi, bà con ơi. Chạy ngon cực kỳ. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Bà con nào có nhu cầu alo 0886356707. Anh em nào gần Sóc Trăng thì bà con nào gần Sóc Trăng thì có ra 49 quốc lộ 1A phường 7 nha bà con. Thành phố Sóc Trăng luôn. Còn anh em nào gần Long An thì ra số 293 quốc lộ 1A thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Tỉnh Long An luôn anh em, hai chỗ nha. Một là Sóc Trăng, hai Long An, Bến Lức Long An. Anh em nào ở gần nơi nào thì alo. Cũng là cửa hàng Nam Mô Cơ Sóc Trăng Thành Đạt nha anh em. Con này như cái lốc khá đẹp nè anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu thì alo 0886356507. Đây cái bộ này bán về Bạc Liêu nha anh em. Vậy đây bộ này giao về Bạc Liêu. Đó là CT601 sinh bìa, cốt lục giác luôn anh em ơi. Cốt là xài chung với cốt IC luôn á. Là bánh lòng IC bỏ qua là xài được luôn. Bánh lòng, bánh thun của IC là thứ một luôn. Đây là cốt lục giác sinh bìa nha bà con. Bữa này về Bạc Liêu. Vào đây. Cái này thì cái đầu về bên Bạc Liêu luôn, cái đầu thôi. Cái sườn thì bán về hệ có ngoài miền Bắc, Hà Nội. Sườn này hệ có ngoài Hà Nội nha bà con. Hệ miền Bắc nè. Đây quay sơ lược những hàng họ về đây. Đây, về cái đầu thôi nha. Còn cái sườn thì bán ở Hà Nội rồi. Đây, bộ IC đẹp đẹp không bà con ơi. Xe 7 bển 22 triệu luôn nha. Con này 14 triệu bộ, 22 triệu một bộ, 16 triệu một bộ, 22 triệu một bộ xe 7, 185.
Con này rửa lên đẹp lắm rồi con ơi, mà chưa có thời gian thôi. Qua cái công cái chiều nó mới về. Bà con nào có nhu cầu alo 0886356707. Tất cả tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều có mặt giao được nha bà con. Tại hai chỗ, à con nào gần Sóc Trăng á thì liên hệ Sóc Trăng. 49 quận 1A phường 7 Sóc Trăng. Bà con nào gần với Long An Bến Lức á thì ở Long An. Rồi chào bà con nha.